Xin chào các anh đã đến với Ambe hôm nay em xin giới thiệu đến các anh mẫu Zippo 20446 xanh Hapia, hộp quẹt Zippo nổi tiếng toàn thế giới về độ bền bỉ, tính năng chống gió với buồng đốt chống gió thiết kế đặc biệt, đảm bảo giữ xăng tốt. Đừng quên sử dụng kèm xăng Zippo chính hãng nhé. Bật lửa Zippo Mỹ xanh bóng 20446 đơn giản mà nổi bật, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Màu xanh hóng ánh càng trở nên đẹp hơn trong ánh mặt trời giúp chiếc bật lửa mang tính sử dụng cao. Bật lửa Zippo xanh Sapphire mang tới sự giàu sang, thịnh vượng một chiếc zip bao cao cấp cực kỳ phù hợp cho những người đam mê phong thủy, tâm linh. bật lửa zip bô xanh bóng thanh lịch, được phủ sơn tĩnh điện màu xanh dương bóng toàn bộ các bề mặt sản phẩm tạo sự thanh lịch cho sản phẩm. cao màu nhã nhặn, thanh lịch mang lại sự sang trọng cho quý ông thời thượng. zip bao 20446 hứa hẹn mang lại sự trẻ trung, tươi mới cho bạn. bật lửa zip bô nổi trội với độ bền cao, nhẹ và chống gió tốt, luôn được người dùng trên toàn thế giới yêu thích và tin dùng. zip bô, ngọn lửa cháy bỏng bất diệt vẻ đẹp độc đáo cùng những chủ đề nóng bỏng khiến cho những người yêu thích mong muốn sở hữu chúng có những bộ sưu tập khổng lồ đã được tạo nên từ fan hâm mộ trên toàn thế giới zippo đời số mới được thay đổi số lỗ trên buồng đốt giúp sản phẩm có thể lấy được nhiều oxy hơn cháy mạnh mẽ hơn khi gió to một chiếc zippo đẹp tuyệt vời dành cho chàng thích vẻ đẹp tối giản thanh lịch nhưng vẫn đậm chất độc lạ và bụi bặm chiếc bật lửa nên có của nam giới một trong những yếu tố làm nên thành công của zippo đó là chất lượng Phần ruột Zippo 20446 vẫn tương tự như ruột Zippo hiện đại ngày nay, Zippo vẫn là hãng nổi tiếng với những chiếc bật lửa gió thổi không tát. Bánh xe chéo giúp đánh lửa nhạy hơn, bền hơn trong quá trình sử dụng dài, một lần châm xăng đầy bạn hoàn toàn có thể dùng lên tới 15 ngày. Ambe khuyên bạn nên châm xăng 7 ngày một lần để đảm bảo bật lửa hoạt động hiệu quả hơn. Ambe chuyên cung cấp đời số mới lên sẽ giao hàng cho bạn đời số ngẫu nhiên. Trùng tháng năm điều này không làm ảnh hưởng tới chất lượng cũng như giá trị sản phẩm. bật lửa zipbo ambe kinh doanh tới tay người dùng đều được kiểm tra kỹ cam kết chính hãng đời số mới và năm sản xuất có thể thay đổi tùy vào thời gian đặt hàng nếu là nam giới hầu hết ai cũng đã từng nghe tới Zippo usa và mong muốn sở hữu hãy lựa chọn cho mình một chiếc Zippo xịn chuẩn mỹ chất lượng nhé ambe cam kết bán hàng chính hãng không bán hàng nhái hàng giả hàng phách hàng cũ tân trang kém chất lượng một chiếc bật lửa Zippo danh tiếng mang lại sự tự tin cho bạn Zippo xanh saphir mang tới sự giàu sang thịnh vượng một chiếc zip bao cao cấp cực kỳ phù hợp cho những người đam mê phong thủy, tâm linh. Các anh muốn biết thêm thông tin của sản phẩm, hay vào trang web ambe.vn, đánh vào ô tìm kiếm 20446 để biết thêm thông tin hình ảnh của sản phẩm. Anh nào kết sản phẩm này hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận. Hoặc để tiết kiệm thời gian các anh hãy gọi đến các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Mã sản phẩm là 20446. Cảm ơn các anh đã xem hết video. Hẹn gặp lại các anh trong video sau.